hóa đá. Thị trấn Naresboro ở Bắc Yorkshire, Anh, là nơi có hiện tượng kỳ lạ, nơi đây xuất hiện giếng nước đặc biệt, nằm bên bờ sông Nick gần thị trấn, là một trong những điểm du lịch lâu đời nhất nước Anh. Giếng lần đầu mở cửa đón khách tham quan vào năm 1630 và đến nay vẫn gây kinh ngạc, nhờ khả năng biến vạn vật hóa đá. Giếng hóa đá từng xuất hiện trong tài liệu cổ xưa do John Leyland, nhà khảo cổ thời Henry VIII ghi chép. Tìm hiểu kỹ hơn về giếng hóa đá, người ta nhận thấy hiện tượng này xảy ra với tốc độ rất nhanh một vài người còn thử nghiệm bằng cách thả những vật dụng hàng ngày xuống nước để theo dõi sự biến đổi nhiều món đồ hóa thành đá chỉ sau vài tuần từ chiếc mũ độ đầu cho tới ấm nước gấu bông hay thậm chí cả xe đạp nhìn kỹ du khách sẽ thấy đồ vật này bị phủ bên ngoài bởi lớp vỏ khoáng chất cứng như hóa đá theo cách gọi nôm na dễ hiểu ngày nay các nhà khoa học đã phân tích mẫu nước giếng để dập tắt những câu chuyện ma quái từng tồn tại kết quả phân tích cho thấy nước giếng chứa nồng độ khoáng chất cao Chúng sẽ kết tủa trên các vật thể khi tiếp xúc tạo thành lớp vỏ cứng bên ngoài như nhũ đá hình thành trong các hang động, nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Du khách tới đây cũng được khuyến cáo không uống nước giếng. Đến với điểm tham quan này, du khách có thể chọn mua những món đồ hóa đá tại cửa hàng lưu niệm gần đó, như những con gấu tét đi từng ngâm trong nước giếng, nhẫn, quần áo.